Hãy xem ai sẽ giành được chuyến đi chơi nào. Ai có số 80 nào? Số đó là của tôi. Ôi không, bay mất số rồi. Tự nhiên có số thắng cuộc này. Đó là số của tôi. Đó là số của tôi bị bay mất. Đó là của tôi, trả đi. Làm thế nào đây? Đừng lo, chúng tôi có đủ vé cho hai bạn. Có vé rồi nhưng vẫn tức nha. Đảo kẹo tuyệt quá. Khách sạn kẹo đẹp thật. Yêu quái nắp náp xuất hiện kìa. Chạy mau. Nhà kẹo ngon quá. Yêu quái nắp náp ăn hết khách sạn rồi. Không còn nơi để ở rồi nha. No quá, đi ngủ tiếp thôi. Đói quá đi. Đi tìm gì đó ăn thôi. Câu cá đêm nào. Ok, let's go. Wow. Ok. Câu được cá to chưa? Tuyệt quá. Yes. Please, please, please. Xin hãy tha mạng cho chúng tôi. Thank chúng tôi you. Có cách giúp các bạn. Hai con cá giấy đáng yêu chưa? Cá cho nhà xinh nè. Wow. Cùng trang trí nhà thật xinh cho Rapunzel và Wednesday thôi. Tô màu hồng xinh nha. Một bên tô màu đen của Wednesday. Đến sân nhà nè. Oh. Trang trí mái nhà nữa. Yes. Đính thêm đá lấp lánh cho ngôi nhà nha. Xinh chưa nè. Vào bên trong trang trí ngôi nhà thôi. Gì đây nhỉ? Tường nhà hai màu nha. Đặt các đồ nội thất vào phòng ngủ. Giường xinh chưa? Đèn ngủ hai màu nhé. Phòng ngủ xinh quá. Chú cá hồng có váy xinh chưa? Trang trí váy xinh giúp chú cá nữa nha các em. Tô màu hồng xinh. Hey. Đuôi váy tô màu cầu vồng.
đem họa tiết ren đính vào váy nhé. No. Váy xinh chưa? Váy bên này cũng đẹp quá nè. Khách sạn tuyệt quá. Yes. Phòng ngủ thật tuyệt. Ok. Thay váy xinh nữa nha. Thật tuyệt. Yes. Thích quá. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại nha. Bên bờ biển có hai tấm lều rách nát. Gia đình Rapunzel đây mà. Oh no. Cùng dọn dẹp bãi biển thôi. Let's go. Dùng chổi gom rác lại nè. Ken thì đi nhặt rác. Bé Rumi cũng giúp sức nữa. Nhờ gia đình Rapunzel mà bờ biển sạch bóng rồi đây. Thì ra lều bên kia là gia đình Raquel. Sao cậu vứt rác bừa bãi ra bờ biển như thế hả? Hai người tranh cãi quyết liệt quá. Dừng lại, đừng cãi nhau nữa. Phần thắng bại bằng cuộc thi câu cá đi. Vòng 1 là các bố thi câu cá nha. Đầu thôi. Cá cắn câu rồi kìa. Ken câu được một con rồi nhé. Loki thì câu được một chú mực nhỏ. Ken câu năng suất ghê. Không biết tay nghề câu cá của Loki sẽ thế nào đây. Trời ơi, một con cá mập. Thời gian đã hết, cùng xem kết quả thôi. Trong giỏ không còn gì cả. What? Ken thì câu được rất nhiều luôn. Vòng 1, gia đình Rapunzel chiến thắng nha. Tò mò quá, không biết vòng 2 sẽ thi gì nhỉ. Là hai cái máy khâu sao? Để làm gì đó. Ồ, thì ra là cuộc thi làm áo mưa. Áo mưa của Rumi màu xanh hồng đáng yêu ghê. Của mẹ Rapunzel thì màu vàng nhé. Còn áo của bố sẽ màu xanh da trời. Phần mái cầu vồng dễ thương quá đi. Đôi ủng cũng cầu vồng nốt luôn. Dùng vũ hồng cho bộ của Rumi nha.
được áo cho mẹ Rapunzel nè. Phết vũ thật đều tay nào. Áo của Ken thì dùng vũ xanh nhé. Xong rồi này. Yes. Thêm chút thùy áo nữa là xong. Bộ nào cũng được đính đá lấp lánh. Giờ thì đến lượt làm ô nào. Ô hình kỳ lân xinh quá đi. Tay cầm hình bông hoa dễ thương ghê. Tất nhiên là không thể thiếu đính đá nha. Chiếc ô đẹp quá, ước gì mình cũng có một cái như vậy. Cây đũa phép đẹp ghê đó. Hay quá, vậy là đủ ô cho cả gia đình rồi. Áo xanh đi cùng ô xanh là chuẩn đấy. Của Rumi nhỏ xíu đáng yêu ghê. Cả gia đình ai cũng đẹp hết. Cùng ra sân khấu để xem kết quả nào. Bộ đồ của gia đình Raquel tông đen tím cũng đẹp đó chứ. Không biết sẽ được điểm gì ta. Chấm điểm gia đình Rapunzel nè. May quá, điểm F chỉ là nhầm lẫn. Trời ơi, Raquel định làm gì đây? May quá, Ken đã rất nhanh tay chặn lại. Người thắng cuộc là gia đình Rapunzel nhé. Ngôi nhà mới gì? Gia đình Raquel xấu tính thì vẫn phải ở trong lều. Hai mẹ con Squidward đang say ngủ. Ôi không, đồ đạc hỏng đổ hết rồi. Help me. Help. Bên ngoài cũng lanh tanh bành luôn. Help. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhà chúng tôi hỏng rồi. Gì vậy ta? Chú chim bị thương tội nghiệp quá. Băng bó xong rồi nha chú chim nhỏ. Wow, chú chim biến thành hai cô tiên. Cảm ơn, tôi sẽ cho các bạn ngôi nhà mới. Xin chào. Dùng khăn lau vết bẩn đi nào. Cửa nhà hỏng hết rồi. Tháo cánh cửa này ra. Sơn lại tường nữa nhé. Chọn màu vàng nha. Màu
màu vàng tươi đẹp quá. Thêm cánh cửa ra vào này. Hai chậu cây trang trí nữa. Thêm kim tuyến cho cửa nhà thật lung linh nào. Đừng quên cửa sổ nhé. Chậu cây cũng được gắn kim tuyến luôn. Ông mặt trời cười tươi quá ha. Sống rồi, đẹp lắm. Ngôi sao đẹp quá. Viền cửa lấp lánh bằng những hạt ngọc trai. Thêm hai cánh cửa sổ màu vàng tròn xoe nữa. Ồ, ngôi sao lấp ló làm gì vậy nhỉ? Chiếc giường nhảy vào ngộ nghĩnh làm sao? Tủ quần áo hình trăng sao xinh quá. Yes! Trang trí tới phòng tắm nha. Làm xong phòng tắm trăng sao rồi đó. Tới đây xem nhà nè. Hey. Wow. Hai mẹ con thích chiếc giường này ghê. Wow. Nice. Trải nghiệm luôn bồn tắm mặt trời nào. Mẹ con Elsa cũng nằm thử giường này. Nice. Tắm bồn thỏa thích luôn.
Cảm ơn cô Tiên nhiều nhé. Thank you. Yeah, cầu vồng lên rồi. Đám cưới thôi. Ôi, sếp, sếp. Ken sẽ bị cuốn đi mất. Bình tĩnh, Rapunzel. Rapunzel. Bộ ta là chủ mưu. Không, không được lấy quyền trưởng của Rapunzel. Có ai không? Cứu Ken. Ken, em có rất nhiều vàng, hãy cưới em nhé. Em còn có cả trang phục đẹp nữa. Ken, làm đúng lắm. Ken ơi, anh ở đâu? Rapunzel, nắm biết, hãy đi theo nắm nào. Ôi, bụi rậm có gì vậy? Nhện, nhện vàng khổng lồ. Rapunzel bình tĩnh. Chân là điểm yếu của nhện. Nắm sẽ cắt dây trói cho Rapunzel. Yeah, thế chứ. Nhện kìa, ta sẽ chiến đấu với ngươi. Đừng khóc, mạnh mẽ lên nhé cô gái. Ôi, những thỏi vàng. Vậy là Rapunzel đã tới đúng hang ổ của Rapunzel rồi. What? Đồ ác quỷ. Mau lấy quyền trượng và giải cứu Ken nào, Rapunzel. Hello. Ken ơi, em đã tới đây. Chúng ta về thôi. Đứng lại Rapunzel, ai cho ngươi tranh Ken với ta? À, giỏi lắm. Ta sẽ làm đông cứng xương Ken. Đồ ác quỷ đáng ghét. Yeah, Rapunzel thua rồi. Ôi, Rapunzel đã mất chồng ư? Don't cry. Cô ấy thật đáng thương. It's okay. Thank you. Chúng ta hãy làm bạn nhé. Thật tuyệt. Thanks. Thật tuyệt. Ôi, các bà bầu đang chuyển dạ. Chào đón các em bé đáng yêu. Chúng ta có cả một khu vui chơi dành riêng cho các bé này. Wow, những sắc màu thật là rực rỡ. Đá thì thật lấp lánh. Đẹp quá đi.
lung linh ghê. Các bé sẵn sàng chơi kia nào. Bắt đầu thôi. Hẹn gặp lại. Xin chào các em. Em bé Squid ngủ ngon quá. Gấu bông hết ghi hỏng hết rồi. Bay bừa thế. Hết bừa rồi. No. Hỏng hết rồi này. Vứt vào thùng rác nào. Bị vứt đi rồi. Why did the owner abandon me? Buồn quá. Don't throw me away. Bobby đến kìa. Hey. Hello. Come to my house with me. Hãy đến nhà tớ nhé. Okay. Xúc động quá. Let's go. Đi nào. Nhà Playtime. Come on. Rơi chiếc nơ kìa. Hỏng xấu quá. Rửa khô nhé. Làm sạch toàn thân nào. Đã sạch rồi. Sấy cho khô nhé. Ok. Sạch sẽ quá. Ok. Thêm bông vào nè. Thật tuyệt. Khâu vào nha. Đã đẹp rồi. Thêm răng vào nào. Sợ chưa? Ta là hết ghi hung dữ đây. Bé Squid vẫn đang ngủ. Gấu hất ghi đâu rồi? Không tìm thấy. Mom. Hello. Where's my huggy wuggy? Hất ghi của con đâu rồi? Mẹ mua cho con gấu mới đi. Con muốn hết ghi của con cơ. Mẹ Squid tức giận rồi. I hate you. Tìm bãi rác không thấy. Huggy, where are you? Tìm ở đâu bây giờ? Huggy, Huggy, where are you? Nơi của hất ghi này. Come on. Vào okay. Đây thử xem. Có gì mà chạy hết thế? Help me. Chuyện gì vậy? Run away. Hất ghi đến kìa. Hãy trở về bình thường đi hết ghi. Hất ghi đã trở lại bình thường rồi. Vui quá. Hey, let's go. Okay. Stop. Bobby tức giận xuất hiện. Stop.
quá. Sợ chưa? Chạy rồi. I'm sorry. Can we go home together? Okay. Vui quá. Hẹn gặp lại các em. Barbie và Ken ăn mặc rách rưới, sống trong một căn nhà siêu vẹo, đổ nát. Barbie và Ken không? Nhiều kẻ xấu luôn tìm cách dè bỉu Barbie và Ken. Thậm chí đến cả chú chó cũng coi thường Barbie và Ken nữa. Ôi, thật là tội nghiệp cho Barbie và Ken. Ken nói, bây giờ chúng ta phải làm gì đây Barbie? À, anh sẽ làm phục vụ bàn. Bạn sẽ có rất nhiều tiền. Rồi chẳng mấy chốc sẽ tích lũy được một số tiền lớn. Chúng ta sẽ xây một lâu đài màu hồng thật đẹp và không có ai có thể coi thường chúng ta nữa. Là lâu đài đã hoàn thành rồi. Mái nhà, cổng thành, những ô cửa, những bức tường thành và hào nước.
là hợp với hoàng tử Ken phải không nào? Chào mừng các bạn đến với lâu đài Barbie. Aha. Chào mừng các bạn đến với bữa tiệc mừng sinh nhật công chúa. Xin dừng bước. No. Quy định của bữa tiệc là các vị khách không được mặc trang phục đen. Nice. Nhưng không sao, chúng ta có thể thiết kế trang phục dự tiệc cho mẹ con Maleficent mà. Một chiếc áo choàng đuôi cá thứ tha sẽ giúp Maleficent thêm bội phần xinh đẹp và quyền lực trong bữa tiệc. Nữ hoàng của chúng ta cũng sẽ thật tự tin sải bước nếu được đi trên một đôi giày cao gót dành riêng cho mình, phải không nào? Chúng ta đừng quên vẽ thêm đôi cánh lông vũ cho Maleficent nhé. Kẻo Maleficent sẽ nổi giận và vung cái gậy phép thuật về phía chúng ta đấy. Rất rất đáng sợ các bạn ạ. Chờ phần tô bào như mình không nè. Nàng Maleficent của chúng ta sẽ mặc một chiếc đầm tím duyên dáng với chiếc áo choàng xanh đen bí ẩn và quyền lực. Còn đôi giày sẽ có màu đen cực kỳ sang trọng nhé các bạn ơi. Và giờ thì đến đôi cánh tiên và cây gậy phép thuật của Maleficent nhé. Xinh quá. Maleficent bé cũng cần một bộ trang phục tương tự. Thiết kế thôi nào. Một bộ váy xòe đáng yêu nhé. Và cái giày nữa. Đôi cánh tiên giống của mẹ Maleficent này. Thật nhiều lông vũ nhé. Thôi nào, vẫn là tông màu hồng, tím nhé các bạn. Hãy tạo nên một bộ váy và giày đẹp nhất cho Maleficent bé nhé. Đôi cánh tiên thì tô màu đen trước nhé, rồi đến xanh và hồng. Bữa tiệc chưa bắt đầu nên chúng ta hãy điểm thêm chút nhũ và đá cho chiếc váy thêm lấp lánh nhé. Rất đơn giản phải không các bạn? Liệu có hợp không nhỉ? Wow, bạn ấy thật là dễ thương. Cuối cùng là trang phục cho Maleficent bé bỏng. Một chiếc váy liền xếp tầng đáng yêu. Một đôi giày và một đôi cánh tiên nhỏ xinh. Xíu dành riêng cho Maleficent bé bỏng mới đáng yêu làm sao? Chắc hẳn Maleficent bé bỏng đang mong đợi lắm đấy các bạn ạ. Thêm chút nhũ tím và đính đá nữa là chiếc váy sẽ thật hoàn hảo.
sinh bé bỏng nóng lòng tham dự bữa tiệc của công chúa rồi. Thưa ngài, chúng tôi đã sẵn sàng tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật công chúa. Vâng, xin mời quý bà Maleficent và hai tiểu thư đã đến với bữa tiệc. Welcome. Các bạn ơi, mái tóc của bà bì xơ, rối quá, giờ phải làm sao đây nhỉ? Đúng rồi, chúng ta hãy đưa Barbie đến một cửa hàng làm tóc nhé. Chúng ta hãy vẽ một cửa hàng làm tóc cho Barbie. Trong cửa hàng sẽ có những chiếc ghế tự da lãng mạn, những chiếc máy hấp tóc hiện đại, rồi bộ giường nằm gội đầu, rồi cả tủ đựng, gương soi, dầu gội, kéo, lược, máy sấy, máy uốn tóc. Cho những đồ vật trong cửa hàng rồi. Các bạn hãy chọn những màu sắc thật tươi sáng và bắt mắt nhé. Nếu mà mỏi tay thì có thể tạm nghỉ rồi quay lại tô tiếp. Nhưng đừng quá lâu vì mái tóc của bà Bì đang trong tình trạng báo động rồi. Kiên trì tô, tô và tô nhé các bạn. Về cửa hàng và gửi lời cảm ơn tới các bạn. Giờ thì chuẩn bị làm tóc thôi nào. Bước 1, làm sạch tóc bằng dầu gội, nước kèm thêm massage nữa nhé. Mái tóc đã sạch rồi này. Bước 2, hấp tóc. Nhân tiện đọc thêm cả tạp chí nữa nhé. Bước 3, chọn kiểu tóc, tóc ngắn cá tính, uốn nhẹ nhàng, thắt nơ, thắt đuôi gà hay tết sẽ hợp với Barbie các bạn nhỉ. Chọn màu tóc đỏ, xanh lá, nâu sáng, cam hay vàng đi nhỉ. Nice. Thôi nào, ép và dưỡng tóc nữa nhé. Sấy tóc nữa là hoàn thành rồi. Tóc vàng vẫn là hợp và xinh nhất với Barbie phải không các bạn? Barbie của chúng ta đáng yêu quá phải không các bạn ơi? Giờ thì thiết kế một bộ quần áo thật đẹp nữa là xong. Váy dài xếp ly dáng công chúa phải đi với giày ba lê và túi xách nhé. Barbie đặc biệt thích loại váy này vì mặc vào người vừa xinh lại vừa đáng yêu. Các bạn cũng đừng quên tô thêm những màu sắc thật rực rỡ cho trang phục của Barbie nhé. Vì Barbie là nàng công chúa xinh đẹp mà. Thank you.
dạo phố với Barbie thôi các bạn ơi. Dưa hấu, dứa chào mừng các bạn đến với lễ hội trái cây. Ngôi nhà trái cây ơi, hãy thức giấc đi nào. Hãy thức giấc đi nào. Tiểu thư Thanh Long, dứa, dưa hấu vẫn còn ngủ đấy sao? Hãy thức dậy và cùng chơi với các bạn nhé. Rất nhiều phụ kiện đẹp đang chờ đón ba vị tiểu thư đây ạ. Tiểu thư Thanh Long xinh đẹp, hãy thức dậy đi. Lễ hội trái cây đang sắp đến rồi. Yes! Một bộ váy Thanh Long thật lộng lẫy, kiêu sa sẽ rất hợp với tiểu thư. Còn tiểu thư dứa nữa, nhanh nhanh thức dậy thôi nào. Tôi đã dậy rồi đây và rất háo hức đón chờ lễ hội. Tôi thích được mặc một chiếc váy dứa thật xinh xắn như chị Thanh Long. Tiểu thư dưa hấu cũng đã sẵn sàng tham dự lễ hội. Bây giờ chỉ còn thiếu một trang phục thật xinh đẹp nữa thôi. Một chiếc váy dưa hấu ngọt ngào thì sao nhỉ? Ngọt ngào và xinh đẹp, đặc biệt là khi được đội lên đầu những chiếc vương miện lấp lánh, khoác những chiếc túi xách, đi những đôi giày lung linh đầy sắc màu, phải không nào các bạn? Và trở về với thực tại thôi Lọ Lem ơi. Hai cô chị của Lọ Lem đã có sẵn váy áo đẹp để chuẩn bị cho cuộc thi hát sắp tới. Còn
lọ lem, trong mắt họ thì chẳng có gì cả. Thật xấu xí và vô dụng. Lọ lem không biết suy nghĩ xấu xa của các chị, vì cô còn bận quét dọn và lau chùi nhà cửa thật sạch sẽ. Nếu không, lọ lem sẽ không có cơ hội được tham dự cuộc thi. Nhưng lọ lem làm gì có váy áo đẹp như các chị. Bà Tiên xuất hiện, an ủi lọ lem và ban cho cô một chiếc váy hồng thật xinh đẹp. Don't worry, I will help you. Wow! Thấy lọ lem có váy đẹp, hai cô chị tỏ ra ghen tức và quyết định sẽ làm rách chiếc váy. Điều gì đang xảy ra thế này? Chiếc váy của lọ lem. Ôi không! Các bạn ơi, hãy thay bà Tiên giúp lọ lem có những chiếc váy thật đẹp nhé. Đầu tiên, lọ lem xinh đẹp thích một chiếc váy tay bồng với điểm nhấn là chiếc nơ xinh xinh ở thân áo. Chiếc váy thứ hai, dáng xòe với nhiều lớp váy bồng bềnh. Và cuối cùng là một chiếc váy tay bồng với dải lụa mềm mại ở phần eo váy. Giờ thì tô màu chiếc váy đầu tiên sẽ có màu hồng, điểm thêm sắc xanh dương đậm ở phần cổ, eo và đường kẻ chân váy. Chiếc váy thứ hai sẽ có màu xanh dương với hai sắc đậm, nhạt nhằm làm nổi bật các tầng chân váy. Còn chiếc váy cuối cùng sẽ có màu xanh lá cùng với hai sắc đậm nhạt để làm tăng thêm phần duyên dáng cho chiếc váy. Những chiếc váy tuyệt đẹp đã hoàn thành và sẽ càng trở nên hoàn hảo khi được đính thêm nhũ và hàng lấp lánh. Hãy bắt đầu với chiếc váy hồng dịu dàng nhé. Giờ thì đến chiếc váy xanh lá trẻ trung nào các bạn. Điểm cho thật xinh đẹp trước đã nhé. Mái tóc vàng ống ả như nắng. Chiếc váy hồng rất hợp với vóc dáng thanh mảnh của lọ lem. Váy xanh lá giúp lọ lem trở nên tự tin và thanh lịch. Còn trong chiếc váy xanh dương,
Lọ lem sẽ hóa thành một cô công chúa các bạn ạ. Nice. Thêm chút nước hoa cho tự tin nhé, lọ lem. Cô chị cả của lọ lem thi trước và được điểm A. Cô chị hai của lọ lem cũng chỉ được điểm A, dù biểu diễn rất tự tin. Lọ lem xuất hiện trên sân khấu thật rạng rỡ trong chiếc váy công chúa duyên dáng. Giọng hát của cô ấy đã chạm đến trái tim khán giả. Điểm A cộng cho lọ lem. Ken thay mặt ban giám khảo lên trao cúp và hoa cho lọ lem. Chúc mừng lọ lem. Barbie nghèo khổ đang ngồi ăn xin ngoài đường thì Rauel giàu có với chiếc vòng đá quý trên cổ bước tới cùng với cô nàng Nikki thân thiện. Rauel nhẫn tâm vờ tặng Barbie chiếc vòng nhưng lại đá chiếc bát của Barbie. Nikki nhẹ nhàng đến bên, thay Rauel gửi lời xin lỗi Barbie và giúp Barbie một chút tiền khiến Barbie vô cùng cảm động. Rauel xấu tính bỏ đi, vấp vào đá nền ngã và đánh rơi chiếc vòng xuống cống thoát nước. Rauel hét lên và khóc lớn. Nikki bước tới, động viên Rauel rồi hai người cùng rời đi. Barbie rất nhanh chóng đã quyết định nhảy xuống cống thoát nước hồi hám, lấy lại chiếc vòng cho Rauel. Barbie trong bộ dạng rách rưới và hôi hám mang vòng cổ đến nhà Rauel. Rauel ra mở cửa nhưng vừa thấy Barbie thì coi thường và đóng sầm cửa lại. Thấy Rauel có vẻ hoảng hốt, Nikki liền ra mở cửa. Gặp Barbie, Nikki thân thiện chào hỏi và cảm ơn Barbie vì đã giúp Rauel tìm lại chiếc vòng. Cửa hàng thời trang đang có chương trình giảm giá. Barbie tới và quyết định sẽ tìm mua cho mình một chiếc váy thật đẹp với mức giá thật hợp lý. Hello. Ngay lúc đó, Rauel và Nikki cũng vừa tới cửa hàng. Rauel rất thích chiếc váy Barbie đã chọn và quyết định bằng mọi cách phải thuyết phục người bán hàng bán nó cho mình. Stop it! No, no, no! 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 Người bán hàng thấy tiền sáng mắt lên và quyết định bán chiếc váy cho Rauel, khiến Barbie vô cùng buồn bã. Nikki bước đến, gõ ý sẽ giúp đỡ Barbie. Nikki dẫn Barbie đến một cửa hàng thời trang sang trọng và nhờ nhà thiết kế tư vấn và thiết kế một bộ váy thật lộng lẫy cho Barbie. Hello. Ok. Aha. Barbie sẽ hóa thân thành một nàng tiên cá xinh đẹp và duyên dáng trong chiếc váy đuôi cá lấp lánh
và thật nhiều màu sắc. Sẽ sử dụng họa tiết vỏ sò làm điểm nhấn. Chiếc vương miện và những đồ trang sức lấp lánh sẽ khiến nàng tiên cá Barbie trở nên thật xinh đẹp. Vẽ đùi cá sẽ càng tuyệt vời hơn khi được đính thêm hạt và nhũ lấp lánh. Nice. Trang phục và phụ kiện tiên cá đã sẵn sàng rồi, Barbie ơi. Yes. Hô biến nào! Nicky và Barbie đã sẵn sàng để hóa thân vào những nàng tiên cá xinh đẹp rồi. 1, 2, 3. Xin chào đón các nàng tiên cá Nicky và Barbie. Rowell cứ tắm nắng nhé. Còn các nàng tiên cá Nicky, Barbie phải bơi lội và chơi đùa đây.